em nghĩ là vẫn dễ hàng hơn cho bọn em ấy. Ví dụ như bây giờ nếu mà quản lý về một mã thì bọn em khi xin giấy tờ gì bọn em sẽ không phải trình một cái gì hết. Như ở đơn giản như bọn em đi đăng ký SIM rồi đăng ký xe máy hay cái gì ấy thì bọn em cũng phải cầm rất là nhiều. Ví dụ như bọn em đăng ký SIM nó bảo không có sổ hộ khẩu ở ngoài này, bọn em có cái sổ KT3 ấy, là sổ tạm trú ấy, thì vẫn phải mang sổ đi, rồi là mang chứng minh thư nữa, rồi tất cả mọi vấn đề đó. Và em nghĩ nếu mà từ đơn giản thì riêng như ở quê bọn em về xin làm hộ khẩu như thế thì là phải đi làm tách hộ khẩu để làm cái này cái kia để có thể chồng là thực ra nếu mà làm được như thế thì em nghĩ vẫn là tốt hơn. Cô nghĩ là nó rất là thuận tiện, nó không rườm rà thế nào cả, mà tất cả người ta đã tính rồi là tất cả ta cho vào điện máy điện tử thì chỉ cần khi nào mình đến ta bấm một cái là ra ngay, mà mình đi làm thì nó cũng dễ dàng. Rất là thuận lợi. Nếu như theo cô thì cô nghĩ là nên làm theo thủ tục mới, dễ hơn. Vì nó không phải lúc thì lại hộ khẩu này, xong lúc lại chứng minh thư này. Thế là người ta lúc nào người ta phải có hai cái đi song song với nhau. Thế mà một số người mà không cẩn thận thì có thể lại mất chứng minh thư. Hộ khẩu thì có lẽ là khó mất hơn là chứng minh thư. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ nhà nước mà làm được cái thủ tục mới thì cô nghĩ là cái đấy cô thấy đơn giản hơn. Mà cái đấy là có thể là dân người ta đồng tình nhiều hơn. Đấy, qua ý kiến của cô thì cô thấy như thế. Thế còn nếu mà một số người cũng cứ băn khoăn về cái chuyện là nếu mà bỏ sổ khẩu thì sợ là đi xin việc nó khó khăn hay không. Nhưng mà khi mà nghị định của nhà nước và của Quốc hội đã ban ra thì có lẽ người dân người ta cũng chấp thuận thôi. Lên thay hộ khẩu là đúng, bởi vì hộ khẩu nhiều khi anh đã đi mới lần đi làm giấy tờ có người, nghĩa là người ta từ nhà người ta mang hộ khẩu đi. Nhưng mà trên đường đi đến địa điểm làm người ta bất chợt công việc thì nó dễ người ta quên đi mất. Thì đến nơi thì cô là nhớ thôi chứ là quên, nhưng mà khi cái kia nhỏ của cái căn cước thẻ công dân rút tờ ví rất là tiện. Bỏ hộ khẩu với cả chứng minh thì nhiều khi cũng thấy tiện lợi cho nhân dân, thì mình đi này mình đi đâu mình mang hộ khẩu ấy, nó có thể nó cũng hơi xích việc. Nhưng mà không biết làm như là tình hình thì là những có cái những cái mà người ta phải cần đến hộ khẩu, như cần những người ở nước ngoài về như thế nào thì người ta phải liên quan, thì không biết là nhà nước nào như là mình không biết, nhưng mà đại khái nếu mà bỏ được thì có khả năng cũng thuận tiện hơn. Với cả chứng minh cũng nhiều lúc cũng xách việc, nhưng mà chẳng hạn như ra ngân hàng nếu không có chứng minh thì sợ nhiều khi lại còn bị ấy, thì cũng bị gian nước nó lại thế ấy là thì cũng không biết được. Cái này thì cô cũng cảm thấy là bỏ thì cũng tiện đấy, cũng thuận tiện, nhưng mà còn về sách nhà nước biết như nào thì không biết là người ta xử lý như nào, mình cũng chưa lắm được. Em nghĩ là hộ khẩu nó có một cái hay của nó, mà cái đó nó chứng tỏ một cái gì đó, nó có cái sự ràng buộc về gia đình, cái pháp lý nhiều hơn là mình không. Còn cái hình thức mới thì em chưa biết là nó mình cũng chưa hiểu rõ nó như thế nào, nên là mình cảm thấy nó hơi bỡ ngỡ. Thực ra khi mà đọc ấy thì mình thấy nó khá là tốt đấy, bởi vì bởi vì bây giờ nếu mà mình không cần phải có hộ khẩu để đến các cơ quan chính quyền ấy thì lúc đó thì thủ tục có thể là nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà có điều là nếu mà cái này nếu mà làm mà không cẩn thận ấy thì khi mà làm đi đến ngân hàng ấy mình gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì là bây giờ ở ngân hàng bây giờ là họ sử dụng chủ yếu bằng chứng minh thư để làm các giao dịch, để mình có thể rút tiền hoặc là làm các giao dịch đối với ngân hàng. Bây giờ nếu mà đổi một cái, nếu mà gấp gáp quá thì ngân hàng nó sẽ không có cách nào ấy để mình có thể giao dịch được, hoặc là nó phức tạp hơn. Nó cũng có những cái điểm mạnh và điểm không mạnh. Nếu mà bỏ đi đấy thì nó sẽ tránh những cái phiền hà, những cái lằng nhằng phức tạp. Thế nhưng mà đôi khi với những cái người mà chẳng hạn như là nhập cư kiểu như là không phải là tại thủ đô mình ấy, thì mình sẽ có những cái coi như là những cái để mà chứng minh cho cái bản thân mình xuất xứ nguồn gốc như thế nào thì sẽ rất khó có những cái mà chứng minh được. Vậy thì bây giờ mình cũng phải cân nhắc xem là nên bỏ hay không nên bỏ. Nhưng mà như mình nghĩ đấy thì là không nên bỏ, vì nếu mà bỏ ra như thế thì những cái người như kiểu ngoại tỉnh ấy thì rất khó kiểm soát.